Hello, xin chào bác và con quay trở lại đến với video tiếp theo trên kênh Bên Núi nhé. Vâng, hôm nay em lại giới thiệu cho các bác một đôi sù đỏ, một đực một cái không nhé. Vâng, em nâu cà phê này là em cái này. Em này là dòng sù lông ôm, nên nhìn nó không được sù tít cho lắm, mà sù rất sù luôn nhá. Em này là màu cà phê đậm. Đấy, em này thì đẻ một lứa rồi, cũng rất là thành công không nhá. Đấy, một em sù cái mà mới thay lông xong, mới thay lông, bác nhìn thấy lông mông này, đấy, cũng nhìn rất là ok, dòng tuyền màu. Và một em tên là Sâu, một em đỏ sư tử, em này thì rất là chất luôn ạ, lông thì bờm sư tử luôn, đấy. Lông lá thì không phải nghĩ, dòng giống sư tử có nhé. Em này thì dưới đực này, em này dưới đực cái này, đấy. Được hai em được buộc chung ở đây. Đỏ quá đẹp luôn rồi, nhìn quá phê luôn các bác nhé. Đấy, lông lá rất chất, đuôi bông lau, sù bông lau, dưới đính đực. Còn em này thì dưới đính cái các bác nhé, dưới đính cái. Đấy, rất là ngáp các bạn. Tầm giờ chiều mà vẫn ngáp, tối bắt đầu là thức và trông nhà đây. Đấy, mấy chú cú này là thường thường ấy là nó ngủ ngày, thức vào ban đêm. Em này rất là tinh luôn không ạ. Em này thì chặng tầm hơn một tuổi thôi các bác nhé. Đấy, tầm hơn một tuổi, tầm 15-16 tháng rồi các bác. Đấy, còn em này thì gần 2 tuổi rồi. Đấy, gần 2 tuổi, được một lứa rồi các bác nhé. Đấy, dáng người rất thon và lưng hơi hõm xuống nhé. Phần lưng này hõm xuống, đuôi đang sủ bông lau lại này. Đấy, em này là màu cà phê đậm các bác nhé, màu cà phê đậm tuyền màu. Cà phê đậm tuyền màu. Một em sù dưới đính cái. Em này là dòng lông ôm, lông ôm sát luôn các bác nhé. Bin. Sâu. Phần lông đuôi là em này đang thay là phần lông đuôi và lông hông các bác ạ. Mùa này là mùa thay lông ngon nhé, là thay hết. Đấy, và em này thì phải nói là sù đến tận chân này. Phần móng phần chân này cũng sù có nhé, nhìn rất là chất luôn ạ. Em để ở đây nên là cũng không được trải chuốt cho lắm, nên là cũng không cần trải chuốt. Đấy, gọi là cho em tự dụng tự nhiên các bạn, lông cho dụng tự nhiên. Đấy, bây giờ thì còn ít thôi các bạn, nó cũng không còn rụng nhiều nữa. Đấy, còn những phần lông bạc bạc này là mấy nữa sẽ rụng hết và mọc lông mới. Đấy, lông mới lông đẹp hơn các bạn nhé. Thì mới thay lông xong nên lông rất là mượt các bạn. Đấy, lông rất là bóng luôn. Đấy, dáng người thon nhé. Đây là cũng chưa cho ăn cho nên là bụng nó đang móp này, đang đói rồi. Đấy, lát nữa mới cho ăn được các bạn, tầm lát nữa là cho ăn. Vâng, các bác kết hai em này thì đừng quên liên hệ số điện thoại em để trên video không nhé. Đấy, phần dưới video. Vâng, các bác ạ. Em này cũng dễ là thuần nhé, dễ sờ đấy, cũng không dữ lắm. Đấy, đứng gần đây còn đòi nhảy luôn. Đấy,
đứng đòi nhảy luôn. Đứng chung muốn giao lưu luôn các nhé. Em cái xích gần ở đây em được ngày nào cũng thế xem mà trông nom, em được nhìn nó ngoan hơn, thuần hơn. Em này phê quá, phê luôn, đồng lá không phải nghĩ. Các bạn nhìn này, lông rất là bóng, em màu này chính xác màu cà phê đậm. Đấy, như cà phê luôn. Cú này thì quá phê rồi. Màu lông cực chất luôn ạ. Em này chân không huyền đê, dáng người thì không phải nghĩ, trạng tầm trên 20 kg rồi cô nhé. Em này trạng tầm 17-18 kg này. Em này là trạng gầy, mới thay lông xong nên là lông nó ôm sát người các bác nhé. Em kia là dòng xù lông nhím, em này lòng xù nhưng mà dòng xù lông ôm không nhé. Một cái này vâng, các bác yêu thích em này thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người xem các bác nhé. Và bác nào mới xem thì có thể ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi video mới nhất các bác nhé. Và đây, quay lại đây là những cái hốc mà em cái ở. Đấy, em là em cái ở. Còn em hốc của em bên này là em đực ở nha các bác nhé. Em đực ở phía bên này. Còn em này thì hai em này thì phải nói là ở khu này nhẵn luôn các bạn. Đấy, đi lại vài ngày là nhẵn. Đấy, chỗ nào em đến em đi thì là nhẵn thín luôn. Đấy, không phải nghĩ luôn các bạn ạ. Lông lá rất là ổn luôn. Vâng, như vậy là video của em đến đây là kết thúc nhé. Các bác đừng quên nhấn like và chia sẻ video này cho mình cùng xem. Các bác nào mới xem thì có thể ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi video mới nhất các bác nhé. Và xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Sư tử bơm luôn, gọi là bơm sư tử.